ngày 2 tháng 8, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang xem xét chuyển hồ sơ liên quan đến vụ tai biến sau phẫu thuật thẩm mỹ hút mỡ sang cơ quan điều tra. Theo xác minh, ngày 22 tháng 7, chị N được thực hiện hút mỡ bụng, hút mỡ vùng hông, cánh tay, nách hai bên, cấy mỡ mu bàn tay hai bên tại một thẩm mỹ viện trên địa bàn quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Chi phí phẫu thuật là 95 triệu đồng. Đến 10 giờ ngày 24 tháng 7, bệnh nhân cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng mệt, khó thở, đau những vùng hút mỡ trên cơ thể. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm mô tế bào vùng bụng, ngực, nách hai bên sau hút mỡ ngày thứ 3. Sau khi nhận báo cáo của bệnh viện Chợ Rẫy, Thanh tra Sở Y tế phối hợp với Công an thành phố và chính quyền địa phương kiểm tra công ty trách nhiệm hữu hạn thẩm mỹ viện FA Plus tại số 1214 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1. Đây là cơ sở đã thực hiện phẫu thuật cho chị N. Đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn thẩm mỹ viện FA Plus cho biết, chị N được phẫu thuật bởi ông Huỳnh Thanh Hải và một người khác do ông Hải đưa đến. Công ty chỉ cho thuê phòng mổ với giá 15 triệu đồng. Tất cả các dụng cụ phẫu thuật, thuốc, trang thiết bị y tế và khách hàng cũng của ông Hải. Đoàn kiểm tra yêu cầu công ty liên hệ ông Huỳnh Thanh Hải đến làm việc nhưng công ty cho biết ông Hải không hợp tác, đồng thời không cung cấp được bằng cấp chuyên môn, giấy phép hành nghề. Ngoài ra, kết quả kiểm tra ghi nhận tại địa chỉ trên là tòa nhà 7 tầng treo biển hiệu thẩm mỹ viện Pháp Á. Bên trong có phòng thủ thuật gồm đèn phẫu thuật và giường, các máy làm lành vết thương, nâng cơ, chăm sóc da, hai bộ tiểu phẫu. Một phòng làm việc có 17 máy tính và các nhân viên chăm sóc khách hàng. Ghi nhận hành vi quảng cáo trái phép trên trang Facebook Viện Thẩm mỹ Pháp Á Center với các nội dung cấy meso HA, cấy collagen xóa nhăn, căng da, cấy chỉ đan lưới, làm đẹp không phẫu thuật cùng filler, botox. Thanh tra Sở Y tế xác lập hành vi vi phạm hành chính số 336/BBVBHC đối với công ty trách nhiệm hữu hạn thẩm mỹ viện FA Plus do bà Nguyễn Thị Ngọc Chi làm giám đốc. Các nội dung vi phạm gồm cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động, quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động khám chữa bệnh. Cơ sở cũng bị đình chỉ hoạt động 18 tháng. Ngoài ra, Sở Y tế xem xét trả hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động của phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn thẩm mỹ viện FA Plus. Hiện nay, Sở Y tế tiếp tục phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh tiến hành xác minh và yêu cầu ông Huỳnh Thanh Hải đến làm việc, xem xét chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra nếu có dấu hiệu trốn tránh cơ quan quản lý nhà nước sau khi phẫu thuật trái phép, không giấy phép hành nghề.